Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 24 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay 24 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 36, khóa 19 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đóng góp ý kiến và dự thảo các tờ trình, báo cáo, đề án dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước hết tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để làm cơ sở trình Bộ Chính trị phê duyệt theo kế hoạch của Trung ương. Trong đó thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 và đẩy mạnh triển khai các đề án sắp xếp bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, đẩy mạnh tiến độ các dự án, các công trình trọng điểm. Ngành giáo dục đào tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp các cấp, nhất là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các giải pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 20 năm 2020 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020. Theo đó, quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định là 6.500 đồng một kg. Thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế gián thu được đánh giá vào việc sử dụng đối với mục đích sản xuất nông nghiệp. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, gọi chung là hộ nộp thuế. Hộ được giao quyền sử dụng đất mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm đất trồng trọt, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất có rừng trồng. Căn cứ tính thuế là diện tích đất, hạng đất và định suất thuế tính bằng kg thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạng đất. Việc phân loại đất căn cứ vào các yếu tố, chất đất, vị trí của đất, địa hình của đất, khí hậu, thời tiết, điều kiện tưới tiêu. Tại quyết định số 20 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao Cục Thuế tỉnh Nam Định triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp một lần vào vụ chiêm năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6, 2020.
6 tháng năm 2020, nguồn vốn cho vay học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 189 tỷ đồng. Huyện Ý Yên gắn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với xây dựng nông thôn mới. 6 tháng năm 2020, nguồn vốn cho vay học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 189 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 6% tổng nguồn vốn, giảm 10,5 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vay vốn đối với học sinh sinh viên theo quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu không để học sinh sinh viên bỏ học giữa chừng vì lý do khó khăn về tài chính. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, chỉ đạo các hội đoàn thể, tổ vay vốn tích cực tuyên truyền về nguồn vốn cho vay này. Nhờ đó, nhiều học sinh sinh viên đã được thụ hưởng nguồn vốn, mở ra nhiều cơ hội trong quá trình lập thân, lập nghiệp, xây dựng tương lai. Chương trình đã trở thành cầu nối giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh ta giải quyết nỗi lo về tài chính khi con cái học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7.863 học sinh sinh viên của trên 7.100 hộ gia đình tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi và đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Nhờ nguồn vốn vay theo chương trình học sinh sinh viên, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đã từng bước vươn lên học tập, ra trường có việc làm ổn định. Từ đó đóng góp vào sự thành công chung của chương trình cho vay học sinh sinh viên do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thực hiện trên phạm vi toàn quốc, góp phần bồi dưỡng nhân tài và xóa đói giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu gắn với xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ và nhân dân huyện Ý Yên không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống người dân và xây dựng huyện ngày thêm khởi sắc. Để việc thực hiện chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ngoài việc triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch cho từng năm phù hợp với từng chuyên đề. Bên cạnh đó, chỉ thị 05 cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ ngành đoàn thể và hơn hết gắn chỉ thị 05 với phong trào xây dựng nông thôn mới. Điểm nổi bật nhất của cái chỉ thị 05 thì được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Và họ đã tự nguyện hiến đất, hiến tài sản và hy sinh các công trình của mình và bàn giao các cái tài sản đấy để phục vụ cho công trình công cộng của địa phương cũng như của huyện nói chung. Năm 2018, huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm gần 2 năm so với kế hoạch đề ra. Kết quả này có được nhờ vào việc Ý Yên đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm phục vụ của cán bộ đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ cán bộ đảng viên đến người dân đều cố gắng phấn đấu giữ chuẩn và nâng chất các tiêu chí. Từ đó tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút sự ủng hộ và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cái mô hình ở nông thôn hiện nay là nó gắn với cuộc sống của nhân dân một cách thiết thực. Và nhân dân từ đó mới thấy là cái chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta là một cái tiêu chí hết sức là chú đáo, đã gắn với cái cuộc sống của cuộc cách mạng hiện nay, nó thiết thực, người ta có lòng tin. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, Đảng bộ huyện Ý Yên đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Đây sẽ là tiền đề để Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên. Toàn tỉnh có 209 trên 209 xã thị trấn thành lập tổ đội thu gom rác thải với tỷ lệ thu gom đạt trên 90% lượng rác thải. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia đúng tiến độ thời gian. Ngoài việc thường xuyên rà soát, đối chiếu và kịp thời giảm trừ thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng hàng quý, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người thụ hưởng, thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của ngành. Đến nay, đã giảm từ 115 thủ tục hành chính xuống còn 27 thủ tục hành chính.
100% thủ tục hành chính đã được thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử và giao dịch vụ bưu chính, tổ chức thực hiện 9 thủ tục hành chính ở cấp tỉnh và 6 thủ tục hành chính cấp huyện theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của ngành. Tỷ lệ giao dịch điện tử của các thủ tục bảo hiểm xã hội đạt 92%, số đơn vị đăng ký tham gia là 3.239 trên 3.566 đơn vị. Triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính, kế toán, xét duyệt và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhằm quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông các mảng nghiệp vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ, cắt giảm thủ tục hồ sơ và thời gian trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác giáo dục học sinh sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội đã được các cấp bộ đoàn phối hợp cùng các trường học trong tỉnh triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Phong trào đã tác động tích cực, cổ vũ tinh thần yêu nước, khuyến khích lối sống đẹp, văn hóa nghĩa tình trong đông đảo học sinh sinh viên và đoàn viên thanh niên tỉnh Nam Định. Trong số đó, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của cán bộ đoàn viên thanh niên Nam Định với nhiều mô hình cụ thể như mô hình sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mô hình nhật ký theo chân Bác, mô hình tủ sách Bác Hồ gắn với việc tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới. Đến nay, mô hình sinh hoạt dưới cờ đã được 24 đơn vị trực thuộc tỉnh triển khai. Toàn tỉnh duy trì 75 tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi. Từ năm 2011 đến nay, có gần 10.000 thanh niên tiên tiến, thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương tại các cấp trong toàn tỉnh. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn tỉnh đã có 2.370 tin bài của học sinh thanh niên được đăng tải, 552 công trình phần việc thanh niên được thực hiện, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và đoàn viên tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 209 trên 209 xã thị trấn đã thành lập tổ đội thu gom rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom đạt trên 90% lượng rác thải. Đây không chỉ là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, mà còn là sự chung tay góp sức của từng người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, trong công tác thu gom và xử lý rác thải, bảo vệ và sống thân thiện với môi trường. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch gắn với thực hiện phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt việc tuyên truyền vận động làm cho hội viên phụ nữ chủ động tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh. Tại các thôn, làng, tổ dân phố và các khu dân cư, quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường đã được bổ sung vào hương ước, quy ước, trong đó quan tâm chú trọng hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng ban đêm và hệ thống cống rãnh thoát nước, thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý một phần rác thải tại nguồn, trồng cây xanh đồng chủng loại, trồng hoa hai bên đường giao thông, ven sông hồ, tạo môi trường sống trong lành, thoáng mát, sạch đẹp. Đây là các giải pháp đã góp phần đưa phong trào xây dựng, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp ở nơi công cộng và khu dân cư trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả như hiện nay. Tiếp nhận và cách ly y tế tập trung thêm 2 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Liên đoàn Lao động huyện Hải Hậu và các doanh nghiệp phối hợp quan tâm chăm lo đời sống người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiệu quả của công tác khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất sau những tác động của dịch COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đến ngày 23 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong ngày 23 tháng 6 năm 2020, tỉnh đã tiếp nhận và cách ly y tế tập trung thêm 2 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Như vậy, hiện tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh có 125 trường hợp đang thực hiện cách ly, trong đó ghi nhận 5 trường hợp có sốt nhẹ 37,5 độ C, có ho, mệt mỏi, đang được cách ly tại phòng riêng để theo dõi y tế. Các trường hợp khác sức khỏe ổn định. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh còn 95 mẫu xét nghiệm đang được thực hiện. Các xét nghiệm trước đó đều đã cho kết quả âm tính. Tại cơ sở cách ly tập trung khách sạn Hội An, 16 trường hợp đang thực hiện cách ly có sức khỏe ổn định. Kết quả xét nghiệm lần 1 của tất cả 16 trường hợp đều âm tính. Toàn tỉnh chỉ còn 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua đã tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp, kéo theo việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Trước thực trạng này, tổ chức công đoàn, trong đó có Liên đoàn Lao động huyện Hải Hậu,
đã triển khai nhiều giải pháp thích hợp, chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp chủ sử dụng lao động quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện chỉ đạo định hướng của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Hải Hậu tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ khi người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh, chỉ đạo các cấp công đoàn nắm bắt kịp thời tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động trong thời gian diễn ra dịch, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19, hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động, xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo môi trường lao động, sức khỏe cho người lao động, hạn chế tối đa việc lây lan của dịch bệnh trong các doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện ủy Hải Hậu, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là các doanh nghiệp cũng tăng gia sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào của huyện, của tỉnh phát động, cũng như là của Liên đoàn huyện phát động. Thì trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn huyện cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thương lượng với người chủ sử dụng lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những cái điều khoản mà có lợi hơn cho người lao động. Rồi là Liên đoàn huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với lại ban lãnh đạo công ty đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. Trong đợt dịch Covid qua thì công đoàn cũng tuyên truyền cho người lao động, đồng thời là phát khẩu trang cho toàn thể đoàn viên người lao động. Đồng thời là tham mưu với ban giám đốc công ty là chúng tôi kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho công nhân, đồng thời là đặt các dung dịch sát khuẩn tại các nhà vệ sinh để có thể là phòng chống dịch hiệu quả nhất. Công đoàn công ty chúng tôi là không chỉ quan tâm đến đời sống mà chúng tôi còn luôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn mà vướng mắc mà công đoàn viên người lao động ý kiến. Đồng thời chúng tôi tham gia xây dựng và giám sát các việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động. Đồng thời cùng với công ty đã xây dựng được cái thỏa ước lao động để có thể tạo ra cái phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Với việc triển khai hiệu quả công tác phối hợp với tổ chức công đoàn trong việc triển khai các giải pháp vừa phòng dịch vừa duy trì sản xuất, vừa quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống của người lao động, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó duy trì được việc làm, thu nhập và thực hiện các chính sách theo quy định của pháp luật cho người lao động trong thời điểm có dịch. Thực ra thời gian dịch COVID-19 vừa rồi xảy ra thì công ty chúng em bị gián đoạn rất là nhiều, công việc của chúng em cũng bị gián đoạn. Công ty vẫn đảm bảo thời gian làm việc cho chúng em chỉ là rút ngắn lại một chút, nhưng mà về tiền lương thưởng công ty vẫn đảm bảo không hề bị giảm bớt đi. Chỉ là bình thường giả làm 6 ngày trên một tuần. Thì như thời gian dịch vừa rồi công ty có khó khăn nên là có giảm bớt thời gian làm việc đi. Thì bọn em làm 4 ngày một tuần, lương vẫn đảm bảo tiền lương như mọi tháng. Đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động được đảm bảo đã góp phần củng cố niềm tin, tạo dựng mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp giữa doanh nghiệp với người lao động. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ dịch bệnh để tiếp tục khôi phục và phát triển doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình các doanh nghiệp gồng mình vượt qua khó khăn, khủng hoảng thời hậu Covid để khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động đã luôn có sự đồng hành của tổ chức công đoàn các cấp. Nhờ sự đồng hành này mà nhiều doanh nghiệp tại huyện Hải Hậu đã trở lại với quỹ đạo và tiếp tục đà tăng trưởng, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ và các nước châu Âu, mà đây lại là thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu. Do vậy, đến nay, việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn. Để đảm bảo khôi phục duy trì sản xuất, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện đã chuyển hướng sang sản xuất sản phẩm mới phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, đối tác, đơn hàng mới. Giải pháp này được coi là sự thích ứng nhanh hiệu quả đã giúp nhiều doanh nghiệp từng bước vượt qua khủng hoảng, duy trì được việc làm, thu nhập cho người lao động. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Search Hải Hậu,
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau dịch, nhưng thời điểm hiện tại vẫn đảm bảo được việc làm cho hơn 1.000 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người. Cái dịch Covid vừa rồi thì đã ảnh hưởng rất lớn đến công ty chúng tôi. Có khoảng 15% đơn hàng đã bị giảm trong cái đợt dịch này. Kéo theo đó là nguồn thu, doanh thu và cũng như là thu nhập của người lao động bị giảm tầm khoảng 15-20%. Và vì đơn hàng bị giảm nên là chúng tôi đã cũng tìm mọi cách để tạo công an việc làm ổn định cho người lao động, đã chuyển hướng sang làm khẩu trang và cũng như là áo bảo hộ. Thì nguồn thu từ khẩu trang và áo bảo hộ cũng một phần nào bù đắp được cái thu nhập bị cắt giảm của người lao động. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy được thêm nhiều cái đơn hàng mới để tạo cái nguồn hàng dồi dào cho công nhân. Và từ thời gian này cho đến tháng 8 thì nói chung là cũng tạm ổn định. Trên tư cách là một người lao động thì tôi cảm thấy rằng là mình làm việc với công ty này được hưởng rất là nhiều, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh vừa rồi ạ, thì cái mức thu nhập của chúng tôi không hề bị giảm sút mà thậm chí còn tăng lên. Đấy là nói về cái sự vất vả và cố gắng rất là nhiều từ ban lãnh đạo công ty. Ngoài ra thì công đoàn cũng hỗ trợ rất là nhiều đến cuộc sống của chúng tôi. Môi trường làm việc thì thật sự rất là thân thiện ạ, vì là ở đây thì giữa quản lý và công nhân cũng giống như một gia đình. Ai cũng không phân biệt giữa công nhân và quản lý, và đặc biệt là công ty luôn có những cái phong trào thi đua giữa các công nhân. Đấy là những phần quà như là công nhân xuất sắc hàng tháng, hàng tuần để đưa ra cái mục tiêu cho chúng tôi phấn đấu. Và luôn tạo điều kiện cho những công nhân nào mà có khả năng để được lên cao hơn nữa, ví dụ lên tổ trưởng hay là lên quản đốc chẳng hạn. Bên cạnh việc tự thân vận động tìm giải pháp vượt khó thời hậu Covid, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Power, chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu sang các nước châu Âu và Mỹ, đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía các cấp công đoàn cơ sở trong việc phát động, động viên người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, nâng cao năng suất, tạo sự đồng thuận gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động trong quá trình cùng nhau vượt khó. Nhờ vậy mà từ chỗ đơn hàng bị cắt giảm 15%, công ty đã vượt qua thời kỳ khó khăn, duy trì sản xuất cho gần 5.000 công nhân với mức lương trung bình 4-5 triệu đồng một người một tháng. Cái đợt dịch này thì công ty cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì công ty làm hàng cho Mỹ, và cái đơn hàng thì cũng bị giảm đi rất nhiều, và công việc của công nhân thì cũng bị giảm, tức là cũng bị giảm đi rất nhiều. Công ty sẽ cố gắng, tức là vẫn đang tìm cách khắc phục để cố gắng làm sao để có đơn đặt hàng cho công nhân làm việc hàng ngày, và tạm thời thì công ty vẫn chưa có, cũng chưa đến mức độ phải là để cho công nhân phải là hàng tháng mà không có lương, và cũng làm theo làm sao mà để việc ổn định, để có lương để ổn định cuộc sống. Sự vào cuộc của các cấp công đoàn huyện Hải Hậu trong việc phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo đời sống việc làm, thu nhập cho công nhân lao động đã tạo dựng niềm tin, khơi dậy tinh thần lao động thi đua sản xuất của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình khôi phục sản xuất kinh doanh thời hậu Covid, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Hải Hậu trở lại quỹ đạo, từ đó đóng góp hiệu quả cho sự phát triển chung của tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.